Huấn luyện viên đội nữ Leicester bị sa thải vì hẹn hò với cầu thủ. Huấn luyện viên Willie Kitt cảm thấy bị đối xử như tội phạm vì mối quan hệ tình cảm với một cầu thủ ở đội nữ Leicester City. Việc Kitt bị cắt hợp đồng gây ra cuộc tranh luận lớn ở Anh, rằng một huấn luyện viên và một cầu thủ có thể vượt qua ranh giới thầy trò thông thường hay không. Theo báo Anh Sportmail, nhiều huấn luyện viên hiện tại và trước đây có quan hệ với học trò, nhưng hầu hết không công khai vì yếu tố pháp lý. Sau 6 tuần im lặng, gần đây Kitt lên tiếng về sự việc trong cuộc phỏng vấn với báo Anh tại nhà riêng ở Nottingham. Có một số điều tôi cần chút bỏ. Huấn luyện viên người Scotland mở lời. Đầu tiên, tôi và vợ đã ly thân hơn một năm. Nhưng mọi người đều chỉ trích tôi là huấn luyện viên kém cỏi, người chồng bội bạc và con người tồi tệ. Kitt làm huấn luyện viên bóng đá nữ 14 năm qua, từng cùng Hibernian đoạt cúp Scotland, giúp Everton vào chung kết cúp FA rồi đưa Bristol City thăng hạng. Ông bắt đầu làm việc tại Leicester với vai trò giám đốc bóng đá từ tháng 7 năm 2022, rồi nhận ghế huấn luyện viên trưởng sau khi đội sa thải Lydia Bedford vào cuối năm. Khi đó, Leicester đứng cuối bảng, toàn thua 6 trận, nhưng Kitt giúp đội bóng thoát hiểm ngoạn mục. Sau khi mùa 2023-2024 khởi tranh, Kitt được một học trò tỏ tình. Một trong những cầu thủ đã liên lạc với tôi sau giờ tập để bày tỏ tình cảm. Tôi nói điều đó thật lố bịch và từ chối, huấn luyện viên 45 tuổi kể. Ông tiếp tục từ chối lời tỏ tình những tháng sau đó, khi khẳng định điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và có những quy tắc ứng xử. Mọi thứ thay đổi khi cầu thủ này chấn thương cuối năm 2023. Tôi nghĩ đây là lý do biện minh cho mối quan hệ giữa chúng tôi, Kitt nói tiếp. Cô ấy chấn thương và đang tập phục hồi chức năng. Ngay trước Giáng sinh, tôi đồng ý gặp mặt riêng. Cô ấy chấn thương, không thể thi đấu nên tôi cho rằng điều đó không ảnh hưởng tới công việc. Rõ ràng là tôi đang cố gắng tự biện minh cho những điều mình làm, điều đó không bao giờ đúng. Sau Giáng sinh, chúng tôi bắt đầu gặp nhau mỗi tuần một lần, cô ấy đến nhà tôi, hoặc tôi đến nhà cô ấy. Kitt biết mối quan hệ này là phi đạo đức và cố gắng giữ bí mật. Chúng tôi đến và rời nhà nhau khi trời tối, rõ ràng là vì biết điều đó là sai trái, huấn luyện viên người Scotland thừa nhận và tiết lộ hai người chấp nhận rủi ro trong quãng nghỉ quốc tế vào tháng 2. Tôi nói sẽ đi Milan vài ngày, và cô ấy nói muốn đi cùng. Tôi đáp rằng đó là bước đi quá xa, nhưng cuối cùng chúng tôi đồng ý sẽ cùng đi vài ngày. Dù vậy, hai người vẫn có biện pháp phòng ngừa, khi bay vào những ngày khác nhau rồi bắt chuyến bay riêng để quay về sau hai đêm ở Italy. Khi trở lại, cặp đôi đồng ý rằng chuyện này đã đi quá xa và phải sớm giải quyết. Tôi hoặc cô ấy phải rời đội vào cuối mùa, Kitt kể. Điều mà Kitt không nhận ra là mối quan hệ của ông đã bị một quan chức của một câu lạc bộ khác thuộc Women's Super League phát hiện và báo cáo cho Leicester. Tôi bị kéo vào một cuộc họp nói rằng đã có khiếu nại về tôi, luật sư của câu lạc bộ sẽ liên hệ và các luật sư bên ngoài sẽ sắp xếp một cuộc điều tra, ông nhớ lại. Sau 10 ngày, khi chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu ở cúp FA, tôi bị một lãnh đạo nữ kéo vào văn phòng và luật sư của đội cũng có mặt. Tôi biết đây là chuyện gì. Họ muốn tôi thành thật, khi đã biết về việc tôi và nữ cầu thủ kia bắt đầu quan hệ từ trước Giáng sinh và đã cùng nhau đến Italy. Kitt thừa nhận mối quan hệ này và bị sa thải vì hành vi sai trái nghiêm trọng, sau cuộc điều tra kéo dài 3 tuần. Huấn luyện viên người Scotland kháng cáo quyết định này không thành công, trong khi nữ cầu thủ kia vẫn thi đấu cho Leicester. Từ khi thừa nhận điều đó, tôi đã bị đối xử và cảm thấy như một tội phạm, Kitt nói. Tôi cảm thấy câu lạc bộ có thể giải quyết tốt hơn, tôi cảm thấy có sự thiếu nhất quán với các cuộc điều tra trước đây. Tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề đã tạo ra rất nhiều điều không chắc chắn cũng như những tin đồn không hay. Tôi không nghĩ điều đó đã giúp ích cho các cầu thủ hay câu lạc bộ, và điều đó được thể hiện qua kết quả. Họ thắng Liverpool, nhưng hòa 2, thua 5 trong 7 trận sau đó. Kitt không yêu cầu sự thông cảm, nhưng muốn giải thích và xin lỗi trực tiếp các thành viên của Leicester, cũng như đưa ra quan điểm cá nhân về sự việc. Tôi không phải là tội phạm, tôi không phạm tội, ông nói tiếp. Tôi đã gây nguy hiểm cho môi trường và đó là một điều khá lớn. Nhưng khi câu lạc bộ gặp khó, tôi tiếp quản, xoay chuyển khoảng cách điểm chưa từng được xoay chuyển trước đây và giúp đội trụ hạng. Giờ tôi phạm sai lầm và họ không muốn liên quan gì đến tôi nữa.
tôi cảm thấy thất vọng về câu lạc bộ. Trước khi bị Leicester sa thải, Kiếp được xem là huấn luyện viên hàng đầu của Women's Super League, giải bóng đá cao nhất của bóng đá nữ tại Anh. Có những quan điểm cho rằng Kiếp không còn đáng tin và không nên tiếp tục làm việc ở môi trường bóng đá nữ. Huấn luyện viên 45 tuổi hiểu điều này, cho rằng ông sẽ làm việc dễ dàng hơn trong câu lạc bộ nam, nhưng không muốn từ bỏ bóng đá nữ, nơi tạo nên sự nghiệp của mình. Khi được hỏi có hối hận về việc có mối quan hệ với học trò và bị mất việc hay không, Kiếp đáp, tôi rất tiếc về thời điểm đó và quyết định có mối quan hệ với cầu thủ trong đội. Đó là ranh giới mà chúng tôi biết không nên vượt qua trong môn thể thao đỉnh cao này. Nhưng chúng ta cũng biết trong cuộc sống hàng ngày đó là một ranh giới luôn bị vượt qua. Tôi nghĩ nhiều tổ chức thừa nhận rằng rất nhiều mối quan hệ bắt đầu ở nơi làm việc. Tôi chắc chắn không hối tiếc về kết quả của mối quan hệ đó. Kiếp không cảm thấy mình là vật tế thần, dù nhiều huấn luyện viên cũng có mối quan hệ với một trong những cầu thủ trong đội, khi chịu trách nhiệm về sai lầm cá nhân. Kiếp có thể không phải là huấn luyện viên cuối cùng mất việc vì vấn đề nhạy cảm này, và muốn những đồng nghiệp rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.